Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 80 1999. Hôm nay review cho các bạn một sản phẩm camera ngụy trang kính mắt và camera ngụy trang bút V8. Đấy, thì đây, trên màn hình các bạn đang là một chiếc camera ngụy trang kính mắt và một chiếc camera ngụy trang bút V8. Đấy. Hai dòng camera offline và ngụy trang kín đáo nhất thị trường. Đấy. Thì đây. Thứ nhất là mình sẽ khui cái chiếc hộp của chiếc bút của cái camera kính mắt ra trước. Khui ra. Đó, là bên trong này của nó sẽ là gồm một chiếc bút V8 các bạn, à một chiếc kính mắt các bạn nhá. Đấy các bạn nhá. Rồi ok. Nó sẽ gồm có một dây sạc này. Đấy. Một khăn lau khi các bạn sử dụng quá lâu nó bị bẩn thì các bạn có thể lau đi. Kèm theo nó thì luôn luôn có một quyển sách hướng dẫn. Đấy. Thì ok, thì đây là nhân vật chính chúng ta. Đó chính là một chiếc kính mắt các bạn nhá. Một chiếc kính mắt này. Đấy. Mà mắt cam này nó sẽ làm sâu bên trong này. Đấy, làm sâu bên trong các bạn nhá. Siêu kín đáo. Đấy. Ok chưa? Đó, thì đây thì mình sẽ để sang tại sang góc này trước. Tiếp theo thì đến phần bút V8. Tiếp theo đến phần bút V8 thì đây, mình vẫn sẽ bóc sản phẩm cho các bạn. Đó. Thì khi mình bóc ra thì nó đập vào mắt chúng ta sẽ là một cuốn sách hướng dẫn. Cuốn sách hướng dẫn sẽ chi tiết cho các bạn các thông số như là hoạt động của chiếc máy, của chiếc bút V8 này của nhà mình. Đấy, ok thì mình sẽ để đây. Rồi, phụ kiện nó sẽ bao gồm là 5 chiếc ngòi bút để hỗ trợ khi các bạn sử dụng hết mực thì các bạn sẽ thay. Đấy. Và một chiếc dây sạc. Kèm theo đó là một đầu đọc thẻ các bạn nha. Đấy. Thế đây. Và bên cuối cùng nó sẽ là phần bút V8 chúng ta. Đấy. Thì đây sẽ là mắt camera của nó nhá. Đấy. Siêu nhỏ. Đấy. Ok chưa? Đấy. Và khi bạn không sử dụng đến các bạn đậy vào. Và khi bạn quay thì bạn bật lên. Đấy. Chiếc bút V8 các bạn nhá. Chiếc bút này thì vẫn có sử dụng tính năng bút như bình thường là sử dụng sức năng viết. Đấy. Ở đây thì mình sẽ test đến phần chữ viết đây. Đấy các bạn nha. Đó. Thì chữ viết của mình đây các bạn nha. Đấy. Ok chưa? Cái led của nó rất là đều và rất là trong các bạn nha. Đấy. Rất là tuyệt vời các bạn nha. Đó, mình sẽ xoay lại khi bạn không dùng đến. Đó. Thì hai chiếc bút và chiếc kính là nhà của nhà mình. Nó đều có chất lượng hình ảnh là Full HD 1080 và có thu âm hình tiếng các bạn nhá. Thì hai chiếc sản phẩm này của nhà mình cực kỳ phù hợp cho các bạn đi sử dụng trong các trường hợp như sau. Thứ nhất là sử dụng trong các trường hợp lưu trữ lại bằng chứng cho tất cả các trường hợp các bạn liên quan đến pháp luật các bạn nhá. Đó, ví dụ như là khi các bạn đi đàm phán hoặc là đi ký kết hợp đồng, tất cả các vấn đề đều liên quan đến tiền bạc và pháp luật là các bạn đều có thể sử dụng chiếc bút V8 và chiếc kính này của nhà mình. Đấy. Thứ nhất là khi các bạn sử dụng hai sản phẩm này của nhà mình thì các bạn sẽ lưu trữ lại bằng chứng và lưu giữ rất là rõ hình ảnh cũng như âm thanh. Thì khi đó chỉ cần bạn đúng thôi thì tất cả các tình huống trên là bạn đều có thể xử lý ngon lành và sẽ không phải bị ảnh hưởng bất kỳ một thứ gì các bạn nhá. Bất kỳ, kể cả ra pháp luật thì pháp luật sẽ không ai bảo kê cho những việc sai trái cả. Đấy. Hai sản phẩm nhà mình là cực kỳ ok các bạn nhá. Đó. Chiếc bút này thì còn nhà mình vẫn sử dụng bút bình thường. Và chiếc kính này của nhà mình thì khi các bạn bị cận hoặc là các ông bà có tuổi đấy, sử dụng chiếc kính của nhà mình thì các bạn đều có thể đi thay mắt kính. Mắt kính của mình sẽ là mắt kính trắng bạn nhá. Đó, khi ra nắng thì nó sẽ là màu tím và khi ở ngoài trời trong nhà nó sẽ là màu trắng. Và khi các bạn mà mà bị cận, các bạn đi thay mắt kính này hoặc là các bạn là các ông bà bị lão thì các bạn, ông bà đều có thể đi thay kính lão. Đấy, để bị mờ thì có thể thay kính lão bạn nhá. Đấy, ok chưa? Đấy. Thì thứ nhất sẽ là phần công dụng của phụ kiện. Thì đầu tiên sẽ là phụ kiện của chiếc kính này. Thì phụ kiện của chiếc kính này sẽ bao gồm là một chiếc dây sạc. Thì các bạn sử dụng hết pin thì bạn sẽ sạc vào. Và đây sẽ là phần chân sạc
của chiếc kính mắt các bạn nhé. Đây sẽ là phần chân sạc của chiếc kính mắt này. Đấy. Bạn cắm như này, bạn cắm một nguồn điện là đã sạc pin cho nó các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Đấy. Và phần mắt camera sẽ ở đây này. Và đây sẽ là nút công tắc tắt bật của chiếc kính mắt này của nhà mình. Đấy. Đây sẽ là nút công tắc tắt bật nhá. Và đây sẽ là chiếc đèn báo. Đấy, ok chưa? Đó. Thì tiếp theo của nó sẽ là phần khăn lau. Thì khi bạn sử dụng mà kính mắt này có bị mờ, bị bẩn thì các bạn có thể dùng này lau đi. Đấy, các bạn lau đi là ok các bạn nhá. Đó, kính mắt của mình thì kính mắt rất là mới nên là nó sẽ mình chỉ mô tả thôi chứ kính mắt mình cũng không thể nào bẩn được. Đấy. Và tiếp theo sẽ đến phần phụ kiện của chiếc bút. Đấy. Thì đây. Thì khi các bạn phụ kiện của nó sẽ bao gồm là một dây sạc. Đấy. Thì dây sạc này sẽ có phần cắm sạc, thì phần cắm sạc của nó sẽ là bên trong này. Và khi bạn sử dụng bạn xoáy này ra, bạn xoáy cái bút này ra. Và bên trong này sẽ là phần cắm sạc và phần khay cắm thẻ nhớ. Đấy. Đây sẽ là khi bạn cắm sạc thì cắm như này các bạn nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, thì mình sẽ để riêng đây này. Đó. Và chiếc ngòi bút này cũng tương tự như vậy. Thì khi bạn sử dụng ở trong ngòi hết mực thì các bạn có thể tháo này ra. Đấy. Bạn thay thế bằng cái ngòi bút này. Đấy, rất ok các bạn nhá. Đó. Và hai quyển sách hướng dẫn này mình sẽ không giới thiệu, tại vì trong video là mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng. Đấy. Và phần cuối cùng của nó sẽ là phần một chiếc đầu thẻ, để khi các bạn quay xong các bạn có thể lắp đầu thẻ vào đây và các bạn có thể xem lại trên máy tính cũng như là các bạn thể tải trên máy tính các bạn nhá. Đấy. Rất là ok các bạn nhá. Đấy, thì khi các bạn mua hàng bên mình và đăng ký kênh YouTube kèm chia sẻ kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để các bạn thể sử dụng chiếc camera của trong bút ở nhà mình. Đấy, thì đây sẽ là một chiếc thẻ nhớ 32GB mình tặng kèm. Và cách lắp thẻ nhớ thì các bạn lắp cho mình, thứ nhất là mặt vàng này sẽ hướng lên trên và mắt camera này của mình sẽ làm điểm trên nhá. Đấy, bạn lắp vào đây cho mình. Ừ, lắp này là ok nhá. Sau khi bạn lắp vào, bạn xoáy nó sẽ vừa với vuông đét với chiếc bút này luôn. Đấy. Ok chưa? Đó, như này bạn lắp thành công. Tương tự như chiếc kính này vậy. Đấy, thì đây. Đây sẽ là phần khay cắm thẻ nhớ của chiếc kính này của nhà mình. Đấy, thì khi các bạn lắp vào thì các bạn sẽ lắp nghe cho mình. Đó, mình sẽ bóc ra. Đó. Các bạn sẽ lắp vào đây cho mình. Đây, ở bên sườn bên này nhá. Các bạn sẽ cũng lắp xem mặt vàng lên trên và lấy điểm mắt camera làm trên. Đấy, các bạn lắp nhỉ. Và các bạn chỉ đẩy nhẹ vào thôi. Đấy, khi nó vào đây và vuông đét này, tức là mình đã lắp thẻ nhớ thành công của bạn nhá. Đấy, ok chưa? Đó. Và thứ nhất thì mình sẽ hướng dẫn và test sản phẩm luôn cho các bạn. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879801999 để mình có thể hỗ trợ như tư vấn chi tiết cho các bạn. Đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cách sử dụng như test sản phẩm luôn cho các bạn. Đấy. Thì đầu tiên là sẽ đến phần kính mắt. Thì công tắc tắt bật của chiếc kính mắt này nó sẽ nằm ở bên sườn. Đấy, nó sẽ là sườn. Và đây sẽ là nút công tắc tắt bật này. Và đây sẽ là đèn của camera. Và khi bạn muốn sử dụng chiếc kính mắt này, các bạn sẽ bật cho mình ở phần đây. Các bạn sẽ dí liền cho mình khoảng độ 3 giây. Đấy. Thì lập tức nó sẽ sáng đèn. Và khi sáng đèn thì nó sẽ là chế độ đèn chờ các bạn nhé. Đấy. Đèn đỏ này sẽ là chế độ đèn chờ này. Và khi bạn muốn chụp ảnh thì các bạn ấn cho mình một nút. Ấn một nút này. Đấy, nó nháy một đèn là tức là mình đã chụp xong bức ảnh các bạn nhé. Đấy. Và khi các bạn muốn quay video thì các bạn sẽ dí liền cho mình khoảng 3 giây. Đấy, các bạn dí liền cho mình 3 giây nhá. Và đây. Đây thì mình sẽ cài nha, để mình sẽ dí đèn và đếm thời gian cho bạn. Đó. Mình bắt đầu dí lại. 1 2 3. Và các bạn sẽ bỏ tay ra các bạn nhá. Đấy. Khi các bạn bỏ tay ra thì lập tức ba đèn nó nhấp nháy và nó sẽ tắt đi, thì mình đang ở chế độ quay video các bạn nhá. Đấy. Mình đang ở chế độ quay video và khi mình quay video thì nó vẫn thu âm cả hình cả tiếng. Và chất lượng hình ảnh con này sẽ là Full HD 1080 siêu sắc LED. Đấy. Thì ok, thì mình đang quay video các bạn nhá. Đấy. Mình đang quay video và tí nữa mình sẽ test sản phẩm cho các bạn. Đấy. Và chiếc kính của mình là cực kỳ ổn định do cái kính mắt của mình là dòng camera upline nên là cực kỳ bền, cực kỳ ổn định luôn các bạn nhá. Đấy. Và rồi ok, thì mình sẽ và khi bạn dừng lại thì các bạn sẽ ấn một nút lại cho mình. Đấy. Đó, thì nó đèn xanh nhấp nháy và chuyển chế độ đèn đỏ. Thì nó đang ở chế độ chờ.
Đấy, thì hiện tại là mình đã chụp một bức ảnh và mình đã quay một đoạn video, và tí nữa mình sẽ test sản phẩm cho các bạn nhé. Đấy, và đây thì khi bạn muốn tắt đi thì bạn sẽ dí liền cho mình khoảng độ 10 giây lập tức sẽ tắt đèn các bạn nhé. Bạn dí liền cho mình. Đấy, các bạn sẽ dí đến khi nào đèn nó chuyển, đấy, nó nhấp nháy 3 lần vào đó chuyển chế độ xanh nó tắt đi, như này là mình đã tắt thành công rồi các bạn nhá. Đó, thì các bạn chỉ lưu cho mình là khi bạn quay các bạn chỉ dí cho mình 3 giây và khi bạn tắt đi các bạn dí cho mình từ 7 đến 10 giây là tôi sẽ tắt đi các bạn nhá. Đấy. Đó thì đó sẽ là phần giới thiệu về kính mắt. Đấy. Và test sản phẩm của phần kính mắt. Tiếp theo thì mình sẽ đến phần bút. Đây. Thì công tắc tắt bật của chiếc bút này của mình sẽ là đây các bạn nhá. Đấy. Đầu tiên mình sẽ bật chiếc bút lên này và khi bật thì cái đèn của chiếc bút này sẽ sáng. Đây sẽ là phần đèn của nó các bạn nhá. Đó. Thì chiếc bút này của nhà mình chế độ đèn chờ của nó sẽ là màu xanh các bạn nhá. Chế độ màu xanh. Nó không như con này sẽ là màu đỏ. Đó, kính mắt sẽ là màu đỏ và kính và chiếc bút V8 của mình sẽ là màu xanh. Và khi các bạn muốn chụp ảnh thì các bạn ấn một nút này cho mình. Đấy. Thì lập tức nó sẽ chụp bức ảnh. Đấy. Và khi các bạn muốn quay video thì các bạn sẽ dí liên tục cho mình cái nút này 2 lần. Đấy. Các bạn quay liên tục dí liên cho mình 2 lần nhá. Đấy. Đấy. Thì cái đèn này sẽ nhấp nháy và nó sẽ tắt đi. Tức là mình đang ở chế độ quay video các bạn nhé. Đấy. Mình đang ở chế độ quay video. Đấy. Và đây sẽ là đoạn video test sản phẩm bút của nhà mình. Đấy. Và khi quay các bạn vẫn thu âm đủ hình tiếng và âm thanh hình ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Đó. Do hai chiếc bút của mình đều là chất lượng hình ảnh Full HD 1080 nên là rất là sắc nét. Và đây hiện tại mình đang quay cái biển quảng cáo của mình. Đấy. Và mình đã quay cái đấy, và quay trước mắt mình hết các bạn nhá. Đó. Cực kỳ ok các bạn nhá. Và chất lượng hình ảnh hai con này mà không sắc nét thì mình đảm bảo các bạn là hoàn lại trả tiền và đền tiền gấp đôi cho các bạn luôn. Đấy. Và rồi, thì khi các bạn dừng lại thì các bạn ấn một lần cho mình, ấn nút lại một lần này. Đấy. Thì lập tức nó sẽ chuyển sang chế độ đèn xanh. Đấy, và sẽ chế độ đèn chờ nhá. Và khi mà nó tắt đi các bạn dí liền cho mình đến khi nào đèn tắt đi thôi. Đấy. Bạn dí liền cho mình. Đấy, đèn tắt này là đã thành công rồi nhá. Và mục tiếp theo của mình sẽ là mục test sản phẩm. Đấy. Thì đây, bây giờ thì mình đầu tiên là mình sẽ test cái kính này trước nhá. Đấy, mình test cái kính và mình sẽ tháo thẻ nhớ ra. Đấy. Mình sẽ tháo thẻ nhớ ra. Đấy, do là mình không có móng tay nên là mình cậy rất là khó. Đó. Và mình sẽ lắp vào chiếc USB này của mình. Đó. Sau là mình sẽ kết nối máy tính và mình sẽ test sản phẩm các bạn. Ở đây sẽ là chiếc máy tính của mình các bạn nhá. Đó, mình sẽ đẻo gần vào đây. Đấy, mình sẽ quay lên cái máy tính của mình nhé. Đây. Mình sẽ quay lên này. Đây các bạn nhé. Thì đây sẽ là phần là test sản phẩm của mình này. Đấy, mình sẽ vào bừa một cái ổ đi. Rồi, đây. Đấy, thì cái ổ USB của mình. Đây mình sẽ cắm lại nha, vừa lấy nó chưa nhận USB. Đấy thì đây sẽ là ổ USB của mình này. Đấy. Đầu tiên sẽ là phần hình ảnh thì mình sẽ ấn photo này, bạn xem ảnh. Đấy các bạn nhá. Thì chất lượng hình ảnh cái này nó là rất là sắc nét, cực kỳ sắc nét luôn. Và tiếp theo sẽ đến phần video. Thì khi đây mình sẽ thoát ra mình sẽ test đến đoạn video này. Đấy nhá. Đấy. Thì đây sẽ là chất lượng hình ảnh và âm thanh của chiếc kính mắt của nhà mình. Đấy. Đó nhá. Thì đó sẽ là phần chất lượng hình ảnh và phần quay video. À, và phần âm thanh của chiếc kính mắt của nhà mình. Đấy. Đây mình sẽ format luôn. Đó, format là xóa các bạn nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ đến test đến phần bút V8. Đấy. Mình sẽ test đến phần bút V8 các bạn nhé. Đó. Thì khi mình test thì mình sẽ phải bóc cái này ra. Đấy. Mình sẽ bóc này ra này. Ok. Và mình sẽ tháo thẻ nhớ ra. Và mình sẽ test đến phần hình ảnh và âm thanh của chiếc bút V8 ở nhà mình. Đó.
Đấy, ok chưa? Đó, đó nhận rồi các bạn nhé. Đó. Đầu tiên mình sẽ test phần hình ảnh trước. Đấy, đây. Đây sẽ là phần hình ảnh các bạn nhé. Siêu sắc nét luôn. Đấy, siêu sắc nét. Đó, tiếp theo mình sẽ test đến phần video. Đấy các bạn thấy không? Chiếc bút với chi kính của mình trước đây là Full HD nên là cực kỳ sắc nét luôn các bạn nhá. Đấy. Và đây sẽ là đoạn video các sản phẩm. Âm thanh rất to rõ ràng luôn. Và khi quay các bạn có thu âm đủ hình tiếng và âm thanh hình ảnh rất là sắc nét các bạn nhá. Đó. Qua hai chiếc bút rồi mình đầu chiếc hình ảnh. Đấy. Thì rồi ok. Thì đó sẽ là phần test sản phẩm chiếc bút V8 và chiếc kính mắt này của nhà mình. Đấy. Bạn nào có nhu cầu các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 80 1999 để mình có thể hỗ trợ như tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Đấy. Và bên mình có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và có ship toàn quốc. Thì khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra hàng, test hàng ok đúng như quảng cáo máy thanh toán. Còn không các bạn để trả hàng mình không nghìn phí nào. Đấy. Thì mình đã test sản phẩm và hướng dẫn các bạn cách sử dụng rồi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để khi nào mình ra những mẫu mới, những video mới các bạn được cập nhật và tham khảo thêm mới nhà mình. Cũng như là các bạn có thể nhận được ưu đãi đặc biệt nhất tại cửa hàng nhà mình. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở như theo.